Với nguồn thu nhập ổn định từ khai thác cho thuê hàng tháng là 180 triệu đồng trên một tháng, hợp đồng mới ký còn lại là 5 năm và mức giá cho bán cho tòa nhà này tại thời điểm là tháng 5 năm 2024 là 70 tỷ. Tạm tính theo đơn giá mét vuông là 350 triệu đồng trên một mét vuông. Tòa nhà cho bán tọa lạc tại địa chỉ là số 84A đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Với diện tích đất được công nhận trên sổ hồng là 199,4 m2, trong đó chiều ngang mặt trước của tòa nhà là 8m và chiều dài của tòa nhà là 25m. Tổng diện tích đất được đo đạt thực tế là 232 m2, trong đó có khoảng sân trước nhà dùng để đổ ô tô và xe máy nằm trong diện tích quy hoạch là 32 m2. Đây là phần diện tích đất quy hoạch được phép sử dụng của tòa nhà. Tòa nhà được thiết kế với kết cấu là một tầng hầm được xây full hầm và 6 tầng lầu cộng sân thượng. Tòa nhà được thiết kế là có thang máy. Tổng diện tích sàn của tòa nhà được hoàn công là 970 m2. Tòa nhà này được thiết kế là khá rộng rãi và thông thoáng. Hướng của tòa nhà có hướng nhìn về hướng nam, với hợp đồng thuê hàng tháng ổn định là 180 triệu đồng một tháng. Ở dưới thì ngay tầng trệt thì và lầu lớn thì được cho cà phê thuê. Khu vực này là rất là đông sinh viên của các trường đại học quanh khu vực này. Và giá thuê này sẽ, nếu mà các anh chị mua về thì có người sẵn sàng thuê lại 10 năm và đàm phán tăng giá theo mỗi năm 2 năm một lần. Với tính chất pháp lý là sổ hồng chính chủ hoàn công, sẵn sàng giao dịch mua bán sang tên ngay lập tức. Bây giờ tôi sẽ nói thêm thông tin về căn nhà này như sau. Hiện trạng thì căn nhà vừa mới xây hoàn thiện hoàn công đầy đủ, với thiết kế công năng là văn phòng và căn hộ dịch vụ cao cấp. Và giá đất trước đây chủ nhà mua khu đất này thì giao dịch ở mức là 59 tỷ đồng cách đây hơn 3 năm về trước. Tính tới thời điểm hiện tại thì căn nhà này đã chi ra tổng cộng gần 75 tỷ, bao gồm chi phí tiền mua đất và công trình trên đất. Hiện tại chủ nhà đang gãy dòng tiền, cho nên thì để chuyển nhượng lại tòa nhà này cho người có nhu cầu với giá bán là 70 tỷ đồng. Nếu như anh chị quan tâm, vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua số điện thoại là 0983 383509. Trong phần video này thì Tiến sẽ không có góc quay flycam, vì cái ngày mà dẫn khách đi qua đây thì Tiến không mang theo máy, cho nên những góc quay này thì Tiến xin lại cái video từ người đồng nghiệp và biên tập cho các anh chị xem những góc quay ở bên trong tòa nhà và ở mặt trước của tòa nhà. Vị trí tòa nhà tọa lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây rất gần nhiều trường đại học như là Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc tế Hồng Bàng và Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh HUTES. Nơi đây tập trung rất nhiều sinh viên sinh sống và học tập, nhất nhì tại quận Bình Thạnh. Chính vì lý do này nên nơi đây là nơi thích hợp cho nhiều nhà đầu tư kinh doanh loại hình căn hộ dịch vụ cao cấp tại khu vực quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường Nguyễn Cửu Vân có tổng chiều dài là 600m, đường có lộ giới rộng là 12-16m, lưu thông 2 chiều thông suốt. Điểm đầu của con đường này là bắt đầu từ nút giao với trục đường Điện Biên Phủ, và điểm cuối của con đường này là kết nối vào trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, nối dài từ trục đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 đi qua. Tòa nhà chào bán chỉ cách cầu Thị Nghè chỉ là 700m và cách Thảo Cầm Viên, quận 1 chỉ 1 cây số. Vị trí tòa nhà thuận lợi di chuyển đến trung tâm quận 1 và các vùng lân cận. Nếu các anh chị quan tâm đến tài sản đang chào bán, vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua số điện thoại là 0983 383509 để được hẹn lịch tham quan tòa nhà này. Tiến Villa, chuyên gia tư vấn bất động sản cao cấp trung tâm Sài Gòn.
cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao.